Tôi xin lời gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tới dự buổi tiệc chung vui trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho mọi người có một sức khỏe thật tốt và có một buổi tối thật vui vẻ. Xin cảm ơn. Hát bài không em? Em không biết hát, em hát là mọi người đi về đó. Về hết phải không? Không, ngày hôm nay nhưng mà nghe tin rằng là em cưới vợ, chắc có lẽ rằng là mấy cô gái ở đây chưa chồng người cũng hơi buồn đó. Và kính thưa quý vị, như vậy thì giờ phút này trên sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay, đó cũng chính là những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến với tất cả quý vị khi mà quý vị đã bớt chút ít thời gian. Cũng như thay lời mời chân thành nhất từ phía chàng rể yêu quý Nguyễn Công Phường, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể hội trường chúng ta hãy cùng tiếp tục tự nhiên uống nước, ăn kẹo và ăn trầu, và đặc biệt rằng chúng ta sẽ cùng mạnh dạn bước lên sân khấu để cùng đăng ký với tất cả anh em thực hiện chương trình của trung tâm tổ chức sự kiện bảo tài của chúng tôi, cùng với những ca khúc của mình, những giai điệu trẻ trong sôi động hay là những nỗi niềm tràn đầy hạnh phúc nhất, chúc phúc để dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội trường chúng ta thân mến, như vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, tất cả anh em thực hiện chương trình của trung tâm tổ chức sự kiện bảo tài trở về đây để cùng phục vụ tới tất cả quý bà con nhân dân, và đặc biệt rằng là chương trình đêm gala đã vui mừng hạnh phúc đám đám cho chú rể Công Phường và cô dâu Viễn Minh. Đặc biệt rằng thì cũng chính là lúc mà đón tiếp những tình cảm cao quý nhất từ phía tất cả quý quan khách xa gần xa, khi quý vị đã cùng trở về tại sân vận động số 4 xã Mỹ Sơn, nơi mà quê hương của chú rể Công Phường sinh ra và lớn lên. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ không thể để cho sân khấu trống vắng hơn một chút. Đó cũng chính là những ca khúc có vui từ phía tất cả quý vị cùng gửi gắm về với chương trình. Và để tiếp theo trở lại với chương trình thì ngay sau đây, cho phép tôi cũng xin được thay mặt cho tất cả anh em của trung tâm tổ chức sự kiện bảo tài đến từ mảnh đất quê hương xã Mỹ Sơn, xin gửi gắm tới tất cả quý hữu trường cùng với một ca khúc hát về mảnh đất đô lương yêu dấu chúng ta. Đó cũng chính là ca khúc về đô lương quê mình, và xin được kính mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Into the night, coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Chúng ta sẽ cùng mạnh dạn bước lên sân khấu để cùng đăng ký với những thông điệp những cảm xúc. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Let's escape. We'll be right back.
till the sunrise. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Wave goodbye to your city life, say hello to the desert sky. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Chúng ta vào, 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 ch